Quý Lôi biểu diễn công phu điểm huyệt ở Đại hội Võ thuật Cổ truyền Trung Hoa. Cao thủ Thái Cực Quyền cũng là bại tướng của Từ Hiểu Đông, đã giúp đại sứ hình ảnh của Fighting World hết run sau khi tạo dáng quá lâu. Ngụy Lôi mở ra khoảnh khắc kỳ diệu mới trong sự nghiệp ngay trên thảm đỏ của Đại hội Võ thuật Cổ truyền Trung Quốc lần thứ hai. Su bình luận về màn biểu diễn của cao thủ Thái Cực, chỉ bằng 3 điểm chạm vào khuỷu tay, gáy và vai, Ngụy đã giúp đại sứ hình ảnh của Fighting World tam cân, đứng thẳng và tạo dáng chuyên nghiệp hơn. Dù mang vẻ đẹp cổ trang, thanh tao và rất có khí chất, tam cân còn một vài thiếu sót về thế đứng, khiến cô không thể giữ một tư thế quá lâu. Ngụy Lôi là nhân vật nổi bật nhất của Đại hội Võ thuật Cổ truyền hôm 27 tháng 7 vừa qua. Truyền nhân đời thứ 8 của Trần Thức Thái Cực Quyền đi đầu trên thảm đỏ, vận đồ đen, cổ đeo tràng hạt lớn, tay luôn cầm quạt. Ngụy được mô tả là điềm tĩnh và đầy ngạo khí khi sánh bước cùng cao thủ các phái võ truyền thống khác. Trước khi lập võ phái Lôi Công Thái Cực, Ngụy Lôi đã từng là nhân viên massage chuyên nghiệp. Cách anh dụng lực tác động vào đại sứ hình ảnh của Fighting World chứng tỏ điều ấy. Theo tờ Sohu, tam cân tỏ ra hoàn toàn thoải mái sau khi được cao thủ Thái Cực Quyền truyền năng lượng. Đại sứ hình ảnh Fighting World ban đầu đứng hơi khom lưng, Ngụy Lôi giải thích với cô rằng chỉ có tư thế đứng thẳng, khí huyết trong người mới được giữ thông suốt và sửa lại tư thế. Sau khi được Ngụy Lôi làm các động tác giống như điểm huyệt, tam cân không còn run nữa khi tạo dáng. Đại hội võ thuật cổ truyền Trung Quốc lần thứ 2 do Fighting World tổ chức. Không thi đối kháng như lần thứ nhất, các cao thủ võ thuật truyền thống dành phần lớn thời gian để giao lưu với người hâm mộ. Nhằm tăng tính hấp dẫn, Fighting World bố trí sự kiện này diễn ra trước Kulun Fight 81. Khương Tuấn Hoa, nhà sáng lập Fighting World, cũng là những người theo sát những diễn biến ở đại hội lần này, tỏ ra vui mừng vì sự quan tâm của khán giả khắp Trung Quốc. Ông tiết lộ rằng đại hội lần tới sẽ có thể diễn ra vào tháng 9 năm 2019. Võ sư Thiếu Lâm và Vịnh Xuân bị mỉa mai vì đã làm những trò điên rồ ở Đại hội Võ Lâm Trung Quốc. Làng võ Trung Quốc tranh cãi gay gắt bởi Đại hội Võ Lâm do một loạt võ sư cổ truyền nước này thành lập nên. Tờ Sohu, 12 võ sư cổ truyền Trung Hoa vừa đứng ra để tổ chức Đại hội Võ Lâm lần thứ 2 tại Bắc Kinh. Trong số 12 võ sư này bao gồm nhiều gương mặt quen thuộc và hầu hết trong số đó đều trải qua những thất bại đáng xấu hổ. Điển hình phải kể đến Ngũ Đông Lương phái Thiếu Lâm, Dư Sương Hoa phái Vịnh Xuân, Ngụy Lôi phái Thái Cực hay Điền Giã. Được biết, Lữ Cương, bại tướng mới nhất của Từ Hiểu Đông, cũng được mời tham dự sự kiện này nhưng ông đã từ chối vào phút chót. Tờ Sohu đã dùng từ điên rồ ngay tại dòng nhan đề để nói về Đại hội Võ Lâm Trung Quốc. Lý do là bởi dù mang danh nghĩa là một đại hội võ thuật nhưng sự kiện này lại không có bất kỳ một trận thượng đài đúng nghĩa nào. Các võ sư tham dự sự kiện chỉ để thuyết giảng và chụp ảnh. Ban tổ chức còn gây tranh cãi khi thảm đỏ để các võ sư bước qua sân khấu, mỗi võ sư đều mang theo những binh khí sở trường của mình. Thế nhưng ngay tới một bài biểu diễn binh khí đẹp mắt cũng không hề xuất hiện ở đại hội. Mở đầu sự kiện, người dẫn đầu màn diễu hành chính là Ngụy Lôi, nhân vật từng chịu vô số chỉ trích trong trận thua trước Từ Hiểu Đông năm 2017. Tờ báo Trung Quốc bình luận rằng những vị võ sư này bước ra sân khấu trước sự chứng kiến của hàng trăm người hâm mộ võ thuật và rất đông phóng viên. Ngụy Lôi đang cho thấy ông có một tâm trạng rất tốt. Sau khi kết thúc phần trình diễn ở thảm đỏ, ông được ngồi vào ghế VIP. Khi các võ sư khác còn đang bận thuyết giảng, Ngụy Lôi liên tục bĩu môi, phong cách bậc thầy của ông là điều không thể nghi ngờ. Ông luôn giữ khư khư chiếc quạt giấy trên tay, dù hội trường được trang bị máy lạnh đầy đủ. Dư Sương Hoa, người từng được nhận là bậc thầy của Vịnh Xuân Quyền, lại biết cách gây chú ý theo cách riêng của mình. Ông ta ngồi một mình một góc thưởng thức dưa hấu, anh đào và các loại trái cây, thưởng thức đồ uống cao cấp, khuôn mặt của Dư Sương Hoa đỏ ửng, có vẻ anh ta vừa uống vài ly rượu. Trong lần thứ hai tổ chức Đại hội Võ Lâm, sự điên rồ đã kết thúc một cách khá nhanh chóng, dự kiến các võ sư này có thể tiếp tục tổ chức đại hội lần thứ 3, thứ 4 và nhiều hơn nữa. Nhưng chúng ta hãy chờ đợi Ngụy Lôi, Ngũ Đông Lương, Điền Giã hay Dư Sương Hoa và các võ sư còn lại để thể hiện một phong cách khác, đó phải là những cuộc chiến đấu chứ không phải là một cuộc dạo chơi như đại hội võ thuật của Trung Quốc lần này. Được biết trước khi đại hội diễn ra thì võ sư Ngụy Lôi và Điền Giã đã có một cuộc giao tay bên lề. Tuy nhiên đây không phải là một trận đấu thực sự và nó cũng mau chóng kết thúc sau khi hai võ sư suýt xô sát với nhau.